Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà, chúng ta chào nhau cái nhé. Dạ, xin chào Phương Nguyệt ạ. Chúng ta chào nhau cái để xem coi âm thanh và hình ảnh có rõ không ạ. Xin mọi người cho Nguyễn Dũng biết nhé, là âm thanh ảnh có rõ không ạ. Xin chào chị Phương Nguyệt hay là dạ xin chào. Rất vui được gặp lại mọi người trong bầu khí đầu năm học mới, và đặc biệt là với các em thiếu nhi thì hôm nay, nếu không lầm, hôm nay là 13 tháng âm lịch rồi, là gọi là mùa Trung thu ha. Mà cũng trong một bối cảnh rất đặc biệt nữa, là chúng ta đang ở trong những ngày gọi là những ngày ráo riết hy vọng rằng chúng ta sẽ trở lại cái hoàn cảnh bình thường mới. Gọi là dùng cái ngôn từ là được bình thường mới ha. Không biết là quý vị ở chỗ quý vị đã như thế nào rồi, tình trạng quý vị như sao. Xin chào Huỳnh Như Hoa. Hoa Như chào bạn Xuân Vĩ nè. Bạn Phương Nguyệt có hỏi là nếu nhớ không lầm là mình học, vâng đúng rồi bạn, mình học sau nhân văn. Cảm ơn bạn. Dạ xin chào Huỳnh Bích Tuyền. Xin chào Huỳnh Bích Tuyền nha. Dạ chào Lê Thế Bình, chào nhà Tám và thầy Dũng. Chào Trang Mít, chúng ta chào nhau một cái nha, chào nhau một cái để thấy rằng chúng ta vẫn còn khỏe mạnh. Cảm ơn trời đất, cảm ơn cuộc đời, chúng ta vẫn còn cười, vẫn còn khỏe với nhau được nha. Bạn Phương Nguyệt đó, bạn K9 rồi, xin chào bạn. Hôm nay lâu rồi thì mình mới có dịp để được chia sẻ lại với, được gặp mọi người để được chia sẻ, thật sự đó là niềm hào hức. Dạ em chào, chào chị Lan Hải, chị cả hồi 8 chúng em. Mọi người nghe rõ không ạ? Nghe rõ không ạ? Mọi người nghe rõ không ạ? Dạ xin chào sóng mùa thu, sóng mùa thu, nhà mùa thu. Mọi người cho biết là nghe cái âm thanh nghe có được không ạ? Nghe có rõ không để thật sự là hôm nay chia sẻ với mọi người ở góc nhìn, không dám là chia sẻ góc nhìn là một người chuyên môn thật sự hay là một cái gì đó, nhưng mà chia sẻ góc nhìn là một người trong cuộc. Và trong cuộc thật sự là tôi cũng đang có một nhóc học cấp 1 và phải học online, là nhóc lớp 2. Thì bây giờ tôi xin chia sẻ với mọi người như cái tiêu đề mà tôi tạm đặt ở trên cái từ cái lời rao của mình, đó là cùng con học online. Dạ cảm ơn sống mùa thu, dạ nghe rõ. Xin chào bạn Lựu Đạn. Chúng ta cười, chúng ta thấy gặp nhau mà chúng ta chào nhau được, chúng ta cười nhau là thấy là chúng ta vẫn còn khỏe lắm các mọi người ơi, vẫn còn bình an là mừng rồi mọi người. Trước khi mà tôi vào cái chủ đề này của tôi á, thì tôi xin nói trước là ở đây tôi sẽ nói chuyện giống như một câu chuyện phím đàm hơn là một câu chuyện mang tính chuyên môn học thuật. Nó xuất phát từ chủ quan của người nói nhiều hơn là một dẫn chứng hay luận cứng khoa học, là thứ nhất. Thứ hai là trong cái diễn đạt của tôi, trong cái trình bày nói chuyện, có thể nó có phật lòng ai đó, thì xin mọi người hiểu cho tôi rằng vui thì chính, chắc xin không quạo. Nha, vui là chính. Từ góc nhìn, từ góc nhìn, từ khía cạnh của một người trong cuộc, thật sự như vậy. Xin chào thầy An Nhiên. Bạn Huỳnh Như Hoa nói với tôi là chủ đề đang hot đó thầy. Dạ vâng. Từ góc nhìn của người trong cuộc thì tất cả chúng ta dường như cũng đều liên đới hết, đặc biệt là chúng ta những tỉnh thành mà đang có dịch Covid hoành hành, thì dù muốn dù không thì chúng ta vẫn đang có những tỉnh đã tiến hành đúng năm học từ đầu tháng 9. Có những tỉnh thì từ 15 tháng 9 mới tiến hành, và có những tỉnh từ 20 tháng 9 mới tiến hành. Nhưng dù muốn dù không thì tất cả cũng đang mấp mé, đã, đang hoặc là sẽ tiến hành để cho con em chúng ta học online. Ở đây thì tôi xin được chia sẻ ở dưới khía cạnh là người trong cuộc có con đang học online hoặc chuẩn bị học online. Tôi xin chia sẻ có hai khía cạnh. Thứ nhất là tôi muốn nói cái là với quan điểm cá nhân của tôi nhé, là những cái giới hạn hay là những cái bất cập hay những cái khó khăn khi mà chúng ta có con, chúng ta phải học online. Và khía cạnh thứ hai tôi xin chia sẻ là tôi muốn chia sẻ mọi người là trước cái khó khăn đó thì
bản thân chúng ta là gia đình, là cha mẹ, chúng ta phải làm gì, chúng ta sẽ làm gì để cùng con thích ứng, cùng con vượt qua cái khó khăn này. Tôi vẫn nói lại là đây là chia sẻ trên bệnh viện cá nhân của tôi trải nghiệm được, cảm nhận được qua những cái lời chia sẻ của một số phụ huynh, một số anh chị đã tin tưởng, đã chia sẻ, hỏi tôi. Dạ em chào chị Phạm Loan ạ. Dạ em chào chị Phạm Thúy. Tí Phạm. Thưa mọi người, trước khi mà vào thì tôi xin đọc một cái tin nhắn tôi mới vừa nhận luôn. Chưa có bao giờ mà đầu năm học mà Facebook Messenger của tôi nhận rất nhiều tin nhắn của những phụ huynh, là các bạn, các anh chị em là công nhân, các anh chị em là phụ huynh có con bắt đầu vào lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, thậm chí cấp 2 nữa. Hỏi tôi, diễn tả sự lo lắng, sự ưu tư, mình sẽ học online, cho con học online như thế nào trong hoàn cảnh có gia đình là đang bị cách ly, ba một nơi, mẹ một ngã, mà bé thì một nơi một ngã, ở một mình ở phòng trọ vân vân, không có phương tiện vân vân gì đó. Thì ở đây tôi xin đọc một cái dẫn chứng, một cái cơn tin nhắn mà tôi mới vừa nhận vừa đây. Tôi xin lỗi, tôi sẽ không nói đó là ai nhé. Về họ trăn trở việc học online của người, của con cháu của họ, quý vị nhé. Tôi xin đọc lên đây. Thằng bé học lớp 5, gia đình thường không cho bé tiếp xúc với điện thoại, máy tính, tivi, nên bé học bình thường, khá tốt dù vẫn đang uống thuốc. Tức là bé này đã có triệu chứng về nghiện điện thoại, và thậm chí là được bác sĩ chẩn đoán là về mặt tâm lý là gọi là giảm năng lực chú ý, tập trung. Nhưng sau khi học online bằng điện thoại, vì máy tính của ba mẹ phải dạy học, thì bệnh có dấu hiệu quay lại, không tự chủ được. Mấy ngày nay học là nhóc không ngủ được. Tức là tôi đọc hết quý vị nhé, rồi chúng ta sẽ phân tích sau. Gần như phải ngồi học cả ngày mới hoàn thành được bài, sáng từ 7:30 đến 11:30, chiều lại ngồi nghe ôn bài, làm bài và nộp bài. Tội mấy đứa nhỏ lắm thầy ạ. Rồi mai bắt đầu tụi nhỏ, em không biết là như thế nào, nhưng mà không cho học thì mất lòng cô giáo, họ nghĩ mình quan trọng, hóa vấn đề. Còn không học hoặc không đủ với bài thì mai mốt đi học lại, sợ con mình thành phần cá biệt. Và một điều nữa là không thể không làm được thầy ạ, bởi vì cô giáo cứ nhắn tin, cứ gọi điện là bảo phải hoàn thành bài hôm nay, không được để tới ngày mai, phải hoàn thành, phải hoàn thành. Nên dường như là một sức ép cho gia đình của em. Đây là một tâm sự các bạn nhé, các anh chị nhé. Tôi chia sẻ một tâm sự của một người có con em mình đang học online, là lớp 5 nhé các bạn. Lớp 5. Xin chào Dược Liệu Thông Hối. Lớp 5. Ở đây thì tôi xin chia sẻ dưới cạnh là lớp 1, cấp 1 thôi. Tôi xin dừng lại ở cấp 1, còn tôi không dám nói tới cấp 2 và cấp 3. Bởi vì cấp 2, cấp 3 thì có lẽ các em đã đủ cái sự gọi là bước vào cấp trung học rồi, thì các em đã đủ cái sự cứng cáp cũng như là cái sự thích ứng nó nhanh nhẹn hơn cấp 1. Và ở đây thì tôi lại xin nói tới vấn đề là cấp 1 nói chung và riêng lớp 1 và lớp 2. Và tôi đặc biệt là tôi có một đứa con đang vào trong độ tuổi này nữa, thì tôi sẽ nói sự góc nhìn người trong cuộc mình nhiều hơn. Thứ nhất, hồi nãy như ta nói từ đầu là tôi sẽ có hai phần. Phần thứ nhất tôi nói về những cái khó khăn mà phải đối diện khi mà chúng ta học online với cái nhìn của chính tôi nha. Bởi vì không biết là tôi có lùng hết chưa, nhưng mà tôi vẫn chưa tiếp cận được một công trình nghiên cứu nào ở Việt Nam mình hệ thống một cách nó mang tính bài bản, hệ thống đầy đủ về những cái mặt tích cực, hạn chế cho việc triển khai học online với cả lớp 1, lớp 2, thậm chí là có một số nơi dự kiến cho mầm non nữa. Tôi vẫn chưa tìm được cái công trình nào nghiên cứu về vấn đề này, nên tôi không dám nói. Cho nên vậy tôi xin nói về vấn đề quan điểm cá nhân của tôi trước. Có rất nhiều, thậm chí là các trường học, thậm chí các sở dục phòng dục luôn, và phụ huynh luôn, rất nhiều người nghĩ rất đơn giản là khi con học online chỉ cần có điện thoại, chỉ cần có điện thoại hoặc cái laptop, cái điện thoại, mạng kết nối là học được online. Có nhiều người nghĩ rất đơn giản như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ là không thể đơn giản như vậy. Đặc biệt với các em mà cấp 1, và đặc biệt lớp 1, lớp 2 nữa là càng không đơn giản như vậy. Vì sao tôi nói như vậy? Tôi xét về bệnh viện của cá nhân tôi, khi mà đọc các cái sách về nghiên cứu về phát triển tâm lý trẻ, phát triển thể chất của trẻ, thì chúng ta biết rằng là các em lớp 1, lớp 2, cấp 1 là các em đang trong tiến trình mà được dung dưỡng, được nắn nót từng nét chữ, từng câu chữ, từng nét chữ viết. Nhưng mà khi tiến hành online thì bé mất đi cái gì này.
Có thể cha mẹ sẽ làm tốt được chuyện này, cha mẹ sẽ hỗ trợ, nhưng mà thật sự là không phải cha mẹ nào cũng làm được bối cảnh hiện nay. Thứ hai nữa, quý vị có nghĩ rằng mắt của trẻ trẻ trong giai đoạn lớp 1, lớp 2 mà tiếp xúc một cái màn hình điện thoại nhỏ từ 3 inch đến 3,5 inch, thậm chí là dưới 10 inch, trong một thời gian dài, một tuần có 5 ngày học, một ngày trung bình có 4 đến 5 tiếng học, thì các bạn có hình dung rằng, các anh chị có hình dung rằng mắt của con em chúng ta sẽ như thế nào? Một hình những hệ lụy ý không? Chưa có nghiên cứu. Ở Mỹ thì đã có nghiên cứu này rồi quý vị ạ. Ở Mỹ là tỷ lệ về bệnh khúc xạ của mắt ở trẻ sẽ tăng theo tỷ lệ mà bé tiếp cận với thiết bị công nghệ thông tin. Cụ thể đây là điện thoại thông minh và máy tính, màn hình tivi. Như vậy thì tôi đặt lại vấn đề là nếu như trẻ chúng ta vẫn được học, vẫn nếu như cứ học một cách bình thường, cứ có chương trình là học, có chương trình là học và cứ theo, bắt buộc phải theo như thế, thì trong một tương lai gần chúng ta sẽ có một đội ngũ có con em chúng ta sinh ra lành lặn nhưng lớn lên bị khúc xạ về mắt, bệnh về mắt. Điều đó rất dễ xảy ra. Và tôi nói một cách sâu xa hơn nữa là nếu mà nghĩ xa hơn nữa thì 10 năm sau, 12 năm sau hoặc 15 năm sau, khi mà những đứa trẻ này đến tuổi nhập ngũ tòng quân, bệnh về mắt có được trị chưa? Cái này tôi chỉ nói mà mở ngoặc vậy thôi, quan điểm cá nhân của tôi thôi. Bây giờ tôi trở tôi cái cạnh khác. Ở đây là nếu như trẻ chúng ta không được cầm tay nắn nót từng nét chữ đầu đời mà qua cái điện thoại nhiều hơn, thậm chí là hiện nay người ta cũng chưa cho ra một cái chuẩn là màn hình như thế nào thì có thể cho dùng cho trẻ học online. Quý vị có quan sát không? Không có cái chuẩn đó. Tôi không biết là tôi chưa tiếp cận được hay là tôi hay như thế nào. Quý vị có tiếp cận được thì tôi không biết. Nhưng hiện nay Bộ Giáo dục Việt Nam của mình hiện nay tôi vẫn chưa thấy là cứ cần có cái điện thoại thông minh là học được điện thoại, học điện thoại được. Nhưng mà không, không có cái chuẩn, không có chuẩn cụ thể. Thứ hai nữa, người ta cũng không hề có một cái chuẩn về thời gian quy định. Tôi chưa thấy thời gian quy định là trẻ tiếp xúc với màn hình điện thoại đó trong bao lâu thì cho trẻ phải ngưng. Thật sự, chúng ta làm việc văn phòng nè, ví dụ tôi là người soạn bài đi, thì tôi có dán màn hình, tôi soạn bài có căng thẳng cái nào thì cao lắm khoảng 45 phút là tôi phải đứng dậy, tôi phải bước ra khỏi bàn, khỏi laptop của mình, tôi phải tìm một cái gì đó. Nhưng mà hồi nãy như tôi đọc tin nhắn đó, một đứa trẻ mà sẽ dán màn hình điện thoại, dán màn hình laptop điện thoại từ lúc 7:30 cho đến 11:30 rõ ràng là phản khoa học, với kinh với bạn, với quan điểm cá nhân của tôi là phản khoa học hoàn toàn. Và chưa kể là có một clip hồi nãy tôi có một 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 chị phụ huynh gửi tôi một clip cũng rất là vui nữa, là một 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 chị phụ huynh tự quay là nói là những bất cập về học online như mình, bởi vì là không phải cha mẹ nào cũng đầy đủ điều kiện, gia đình nào cũng đầy đủ điều kiện để có thể trang bị phương tiện kỹ thuật về hạ tầng nha, tôi nói mới về cơ sở vật chất nha, là chiếc điện thoại đủ chất lượng rồi, không phải vùng nào cũng đủ sóng đủ dung lượng để mà truyền tải tốt cho con em chúng ta, rồi chưa kể là không phải là cha mẹ nào cũng nha, nào cũng có người có thể đủ khả năng để mà đồng hành với con em chúng ta học, đặc biệt là với cái bộ sách giáo khoa mới. Quý vị, nếu quý vị mà tiếp cận cái bộ sách giáo khoa theo chương trình 2018 thì quý vị sẽ thấy được là rất rất rất, tôi nói thậm chí là rất rất khó để mà có thể đồng hành với con chúng ta một cách rốt ráo như chương trình mà chúng ta học trước đây. Đây là tôi cho nên cái việc online tôi chỉ nói sơ sơ những cái bất cập đó nha, những cái tôi quan niệm của tôi, tiếp xúc học quá thời gian, học một cách lương lỉ, học như thế nào, những cái và có nhiều điều bất cập nữa, nhiều điều bất cập mà nhiều người nói nữa, nhưng mà ở đây tôi sẽ không nói nữa. Nhưng bây giờ tôi sẽ nói phần 2, phần chính mà như là tôi đã nói ở trong cái tiêu đề của mình chọn, đó là cùng con học online. Quý vị, tức là chúng ta không thể thay đổi được nữa rồi, bởi vì dù sao thì những tiếng nói của nhà chuyên môn, những góp ý, những cái kiến nghị, tất cả mọi cái đã hết rồi. Còn bây giờ cái việc đổi hay không đổi thì đó là việc của nhà quản lý, chúng ta không 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 can thiệp được nữa. Tới giờ phút này thì theo tôi được biết thì mới có tỉnh và Cà Mau, mới chỉ có tỉnh Cà Mau thôi là có văn bản là đề nghị không tiến hành học online ở cấp 1 nữa. Tôi cảm thấy rất là nhẹ nhõm nha, với bản thân tôi rất là mừng ở cái chuyện đó, ở cái việc quyết định của một sở dục ở một miền Tây xa xôi như vậy. Tôi rất mừng cái chuyện đó. Còn còn tôi chưa thấy có tỉnh nào, và tất cả dường như cũng phải làm đúng theo cái lộ trình, tất cả các điều đó thì đó là việc của nhà quản lý, tôi không quan tâm tới nữa. Bây giờ
tôi muốn chia sẻ với quý vị là cách chúng ta thích ứng, cách chúng ta cùng với con của chúng ta sâu chuỗi với con chúng ta cùng với con chúng ta để đối diện với việc chúng ta phải cùng với con, phải cho con học online như thế nào. Thưa quý vị, thưa các anh chị, trước hết tôi muốn chúng ta, không phải bản thân cả gia đình, hãy cùng đặt một mục tiêu với con em chúng ta trong năm học này như thế nào. Và dựa trên mục tiêu đó, chúng ta sẽ tiến hành thích ứng với cách cho con chúng ta tham gia học online ở mức độ nào. Điều này rất quan trọng, với quan điểm của tôi rất quan trọng. Với cá nhân của tôi thì năm nay tôi xem năm học này giống như là năm học mà con tôi học thì ít mà chơi thì nhiều. Trong cái tiến trình học online này, tôi muốn con tôi giống như là một cái năm mà trong cái thời gian họ làm, cái thời gian mà con tôi được trải nghiệm, một cái công nghệ, một cái công cụ, một cái phương tiện ở một cái khác hoàn toàn với cái mà được thầy cô học trực tiếp trên trường. Và chính vì cái sự trải nghiệm mới mẻ đó nên tôi không hề đặt mục tiêu con tôi phải là loại khá, loại giỏi hay loại trung bình. Và dường như mục tiêu của tôi dường như là thấp nhất. Thấp nhất là gì? Là có thể con của mình nó sẽ không đủ điều kiện để lên lớp trong năm học sau. Và có thể chậm một năm. Nhưng không quan trọng. Nhưng ít nhất là trong cái tương tác online này, con của tôi vẫn tương tác gặp được các bạn của nó, gặp được thầy cô của nó. Mục tiêu rất đơn giản, chỉ vậy thôi. Và từ cái mục tiêu đó thì tôi lại giới hạn thời gian. Tôi thẳng luôn, tôi không bao giờ để cho con của mình dán mắt trong hình điện thoại từ 7:30 đến 11:30. Vì cái này nó phản khoa học hoàn toàn. Và tôi chấp nhận. Tôi chấp nhận chuyện đó. Thứ hai nữa là thật sự là chúng ta cũng phải hiểu rằng là với bản thân các giáo viên, các thầy cô chúng ta cũng rất là khó. Nên là chúng ta có những câu chuyện vui cười mà cộng đồng mạng đã chia sẻ. Cái việc mà có những câu nói giống như là anh nói là tiếng cô vang rừng núi sao không ai trả lời. Trong những cái hình ảnh trên mạng đưa ra. Tức là cô cứ gào như thế mà học sinh, tại vì các em nó quá nhỏ. Và thậm chí ở trong câu chuyện này lại có những câu chuyện đau buồn, đó là sự an toàn của trẻ cần phải được đề cao hơn nữa. Và muốn làm chuyện này, muốn làm được chuyện này, thưa quý vị, không ai làm thay chúng ta bằng chính chúng ta, quý vị à. Chúng ta và điều này thì tôi nói là trong bối cảnh giãn cách, học online thì giãn cách nên chúng ta không đi đâu được, thì chúng ta phải có thời gian để ngồi bên con. Tôi sẽ nói khía cạnh khác nữa, là có gia đình là không có, có những bé là không có người thân bên cạnh nữa. Tôi ví dụ trường hợp ở thành phố Hồ Chí Minh mới thống kê rồi, là hơn 1.500 trẻ mồ côi cha, mồ côi mẹ, thậm chí mồ côi cả hai, thì ai sẽ đồng hành với các em? Cái cạnh này tôi nghĩ sẽ có một cái tổ chức khác, một cái đoàn thể gì đó. Tôi nghe tin là trường học FPT sẽ xây một cái ngôi trường mà sẽ đưa khoảng 1.000 trẻ vào để mà nuôi dưỡng. Thì chắc chắn vào đó sẽ có người đồng hành, cái đó chuyện khác tôi. Nhưng ở đây là nếu như chúng ta đã dám cho con học online thì chúng ta phải đồng hành với con của mình. Tôi nói thẳng một câu như là giáo viên thường nói rằng khi chỉ cho con cách dùng thiết bị xong rồi thì cha mẹ cho khác để một mình con tương tác. Tôi không đồng ý quan điểm này. Thứ nhất, về sự an toàn của con. Thứ hai, hỗ trợ cho con mình trong lúc nó cần kế bên. Và cái thứ ba nữa, như tôi nha, tôi rất là kỹ. Giờ giáo viên dạy online, tôi sẽ ghi hình lại luôn, thậm chí ghi âm lại. Tôi ghi lại để làm gì? Để có gì tôi sẽ mở lại đó cho con tôi nghe lại. Có hiểu được mức độ nào? Và nếu như giáo viên mà cứ bắt rằng khi con vào học xong giáo viên mời phụ huynh chỗ khác, giáo viên không muốn phụ huynh một cái bên, thì tôi đánh cho hỏi giáo viên này đang có vấn đề gì đây. Chúng ta là phụ huynh, chúng ta hoàn toàn làm được chuyện đó.
chuyện đó. Nên chúng ta phải xích sao với con em chúng ta. Thầy An Nhiên có nói với tôi là thầy nói về những trường hợp giáo viên không cho phụ huynh đứng gần hỗ trợ học sinh. Thật sự cái này là không đúng, quan điểm giáo dục tôi là không đúng. Đáng lẽ là chúng ta phải khuyến khích nữa. Chúng ta phải nhớ chúng ta phải khuyến khích cho cha mẹ, người thân ở bên con của mình. Dĩ nhiên ở bên nhưng mà chúng ta phải giữ được sự yên lặng. Tôi thấy có nhiều cái bầu khí lớp học online rất là ồn ào. Bởi vì khi cô giảng thì đề nghị khi cô giảng thì tất cả phải tắt mic hết để nghe. Và sau đó cô mời bạn nào thì bạn đó mở mic lên nói chuyện, trả lời câu hỏi của cô. Hay là cô đã phải cho giải lao thì tất cả các bạn mở mic lên, các bạn giao lưu với nhau. Ok. Thì để làm chuyện này thì bắt buộc thời gian đầu bắt buộc phải có ba mẹ kế bên, phải có người thân kế bên để đồng hành với các cháu. Quan điểm của tôi là tôi dùng cái từ là cùng con học online chứ không phải là ấy đâu, phải cùng con luôn. Trong cái cảnh này cùng con, ngồi kế bên với con. Và làm chuyện này một cách nghiêm túc. Tôi nói chẳng thà tôi không tham gia 100% thời gian học, nhưng mà tham gia giờ nào là nghiêm túc giờ đó. Ví dụ, nghiêm túc thứ nhất, nghiêm túc từ cách ăn mặc. Tôi nói thẳng luôn, đồng ý học online là ngồi tại nhà, nhưng hãy cố gắng tập cho con chúng ta mặc đồ một cách tươm tất, và chúng ta cũng vậy. Vì việc này chúng ta giúp cho con chúng ta ý thức được là dầu không đến trường được nhưng con chúng ta vẫn đang làm học sinh, đang được lên lớp. Điều này rất quan trọng. Điều này rất quan trọng. Nên chúng ta cần có sự đồng hành với con chúng ta. Nên không có lý do gì mà giáo viên mời phụ huynh ra ngoài khi con họ học. Vì thật sự là nó không chật cái phòng đó. Bởi vì là sao? Tôi ngồi ở nhà tôi đâu ngồi ở lớp đâu. Tôi ngồi ở nhà tôi không ngồi trên lớp. Nên giáo viên hãy khuyến khích. Đáng lẽ giáo viên phải mừng khi mà có phụ huynh được ngồi bên con. Khi con họ có, khi mà học trò học sinh của mình có được ba mẹ đồng hành kế bên nữa. Hãy khuyến khích chuyện này. Đó là việc thứ hai. Việc thứ ba, điều tiết thời gian các tiết học. Hồi nãy khi mà tôi đọc cái tin nhắn đầu giờ mà tôi đọc chia sẻ với quý vị đó, tôi không hiểu là cái trường đó, phụ huynh đó, cái trường đó, giáo viên nó nghĩ như thế nào. Mà, dạ em xin chào anh Văn Bùi ạ. Mà có thể cho một đứa trẻ lớp 1, lớp 2, thậm chí lớp 1, 2, 4, 5 mà học có thể học online từ lúc 7 giờ rưỡi cho đến 11:30. Không thể. Điều này hoàn toàn. Ở trong này, xin lỗi nha, mình dừng lại một xíu các chị nha, để mình... Còn có những giáo viên vô lý đến nỗi yêu cầu mỗi học sinh phải có nick đúng tên của học sinh. Nếu phụ huynh dùng một điện thoại nick Zalo với mà 3 đến 5 thậm chí là 6 7 con học thì sao? Vô lý vô cùng. Cái chuyện này thì là yếu tố quản lý thôi thầy An Nhiên à. Cái này thì tôi không dám nói, tại vì cái này mỗi một trường, mỗi một thầy cô họ có cách điều phối quản lý khác nhau. Nhưng mà về mặt chính danh á thì tôi vẫn ủng hộ cái việc mà khi con mình lên thì vẫn được gọi tên con mình thì hay hơn. Làm sao gọi tên con mình? Việc này thì có thể những ngày đầu giáo viên rất là khó. Nhưng mà giáo viên cấp 1 á, tôi thật sự là dạy cấp 1 á, để nhớ tên học trò khỏe hơn, rất là dễ nhớ hơn là dạy đại học như chúng tôi. Tại đại học chúng tôi giảng đường đông là một, rồi nhiều lớp khác nhau, rồi quy chế tính trị nó nhiều khi ra vô chúng tôi rất khó. Nhưng mà khoảng chừng buổi học thứ 2, buổi học thứ 3, thậm chí cao lắm buổi học thứ 4 là tôi phải nhớ tên hết học viên, học sinh của tôi rồi, sinh viên của tôi rồi. Cho nên về cấp 1 thì cái yếu tố nhớ tên là quan trọng lắm. Quan trọng thật sự mà để mà nhớ tên học sinh của mình không có khó, quý vị à, mỗi người có một cách khác nhau. Nhưng mà tôi nghĩ nếu mà để làm thì lớp quy mô cỡ 35-40 em không khó để nhớ tên. Nhưng mà chúng ta cũng nên giúp hỗ trợ giáo viên chúng ta. Ví dụ chúng ta tôi thấy giáo viên của con tôi thì bảo là đổi cái tên của con mình vào ở khi mà chúng ta đăng nhập vào, không biết họ dùng cái phần mềm gì. Tôi thấy mỗi người mỗi trường lại dùng phần mềm khác nhau. Nhưng mà chẳng hạn cho bên Google Meet thì người ta có cái sửa cái tên á, cái tên của con mình vô đó thì cũng không sao hết, không sao. Nhưng mà ở đây tôi muốn trở lại câu chuyện nè. Thật sự là phản khoa học khi mà bắt một đứa trẻ phải dán mắt màn hình từ 7:30 tới 11:30. Điều này thật sự là kiến thức học tôi nghĩ không biết được bao nhiêu, nhưng mà nó hệ lụy về sức khỏe, bệnh ít nhất là bệnh về mắt, thứ hai là bệnh về não, tôi bảo đảm luôn. Những cái công trình nghiên cứu về tâm lý, bệnh tâm lý học lâm sàng, người ta đều chứng minh rõ ràng những người mà họ có những bệnh, mà những em học sinh mà tiếp xúc với điện thoại, tiếp xúc với máy tính nhiều thời gian dài thì dễ sinh ra những cái bệnh về tâm thần, về mắt nhiều hơn những em ấy. Cho nên là chúng ta cần phải đồng hành với con chúng ta trong việc này rất là xích sao. Cho nên là tôi muốn nói là
phụ giáo viên hãy khuyến khích cái chuyện mà phụ huynh được ngồi bên con của mình, con của họ, và vì để chúng ta được, giống như là chúng ta được sự cộng tác, chúng ta không khoáng trắng, không khoáng trắng. Yếu tố thứ ba trong việc mà cùng con học, chúng ta đồng hành được sự an toàn, chúng ta quản lý về thời gian, chúng ta tương tác, chúng ta tạo cho con chúng ta một cái tâm thế về cái sự nghiêm túc, nghiêm túc từ cách ăn mặc đến cách ngồi với cả một cái, thì bé sẽ bắt đầu nó sẽ hình thành nên cái giúp cho con em chúng ta nó không có phải là một giờ chơi thường. Đồng ý là cái việc phân bổ thời gian chúng ta nó khác nhau, mục tiêu giáo dục mỗi gia đình là khác nhau nên không ai ha. Một khía cạnh nữa là cùng với con học thì cũng hãy cùng với con chơi, thưa quý vị, cùng với con chơi. Ngày hôm nay chúng ta có quá nhiều công nghệ để hỗ trợ chúng ta. Đương nhiên có những trường hợp nó xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta cùng với con chơi. Vì sao vậy? Vì việc cùng con với con chơi để chúng ta giúp cho con ta ý thức được cái công cụ cụ thể như là cái laptop hay cái điện thoại các con đang dùng là phương tiện để học và phương tiện để giải trí trong thời gian nhất định, chứ không phải phương tiện để lạm dụng, để thỏa mãn những cái chơi game. Ngoài giờ học xong thì có cái giờ để cùng với con xem một đoạn hoạt hình, xem một trò chơi hay là coi một cái gì đó, một chương trình khám phá gì đó, chúng ta cần làm chuyện này. Có một điều, có một sự thể đau lòng mà đầu năm học vừa rồi chúng ta xảy ra ở Hà Nội, đó là một bé đi học bị học online, sau đó ba ra ngoài thì bé bị điện giật, chẳng may không qua khỏi. Thật sự đây là chuyện đau lòng, đau lòng. Sau đó Bộ Giáo dục có ra một công văn hướng dẫn về sự an toàn trong học online. Thật sự thì cái này không phải là chờ bộ nữa, mà bản thân gia đình chúng ta cần phải làm chuyện này trước đã. Chúng ta phải làm chuyện này trước. Tôi nghĩ rằng là cái sự an toàn của trẻ và sức khỏe của trẻ nó quan trọng hơn cái lượng kiến thức hay là thành tích mà trẻ sẽ đạt được là bao nhiêu. Quan điểm của tôi. Nên chúng ta cần phải cùng với con mình nhiều hơn nữa để con mình có một cái tính từ từ. Và cuối cùng nói rằng cùng với con học online, nhưng mà với quan điểm của cá nhân tôi thì tôi vẫn không ủng hộ cái chuyện mà lớp 1, lớp 2, lớp 3, thậm chí là cấp 1 mà học online hoàn toàn. Chính vì như vậy cho nên là ngay từ đầu tôi đã biến cái mục tiêu của chính tôi với con tôi nó khác hoàn toàn. Khác hoàn toàn. Tóm lại, cái chia sẻ ngắn ngủi thì tôi muốn chia sẻ mọi người rằng là thứ nhất, chúng ta hãy cùng với con trong việc hỗ trợ kỹ thuật nè, thiết bị và với con của mình. Thứ hai, tạo một tâm thế nghiêm túc với con của mình. Thứ ba là quản trị thời gian với con của mình trong cái việc sử dụng thiết bị học tập. Và thứ tư là cùng tham dự với con, cố gắng cùng tham dự với con xuyên suốt quá trình luôn. Và cái cuối cùng, cái mở ngoặc, cái này nó không lệ thuộc ở giáo viên mà lệ thuộc ở ý thức của mỗi người chúng ta, cộng tác của mỗi người chúng ta. Chúng ta cộng tác với giáo viên trong việc chẳng hạn như ví dụ như là khi mà giáo viên yêu cầu tất cả tắt mic thì chúng ta hãy tắt micro để nghe giáo viên. Và một điều nó mang tính lịch sự tí xíu nữa là mạng không phải lúc nào cũng cũng sẵn sàng cho chúng ta để chúng ta có thể online thoải mái, có lúc chập chờn, thậm chí có lúc mất. Thì cái lịch sự nhất là ít nhất chúng ta hãy nhắn tin giáo viên một tiếng là hôm nay học nhưng mà nhà em hay chỗ mình bị mất mạng, bị rớt mạng không thể tham gia được. Tôi nghĩ một tin nhắn thôi mà hai bên sẽ rất là thoải mái nhẹ nhàng với nhau, không có gì phải căng thẳng hết. Thậm chí là thiết bị không có, phương tiện bị hư, chúng ta cứ nhắn tin thoải mái, chúng ta phải báo giáo viên biết tình trạng đó. Và thậm chí là tôi nói trong tình trạng này tôi bảo đảm không thể là 100% gia đình phụ huynh tất cả 100% đều có thể đáp ứng được điều kiện để cho con em chúng học online. Và tôi nói như một lời như sau cùng thì tôi muốn chia sẻ rằng là chúng ta đừng nghĩ đơn giản là học online chỉ cần cái điện thoại và mạng không thì học online được. Nó không nó điện thoại và mạng không, nó không đủ yếu tố để tiến hành một học online hiệu quả, mà nó cần yếu tố con người ở trong đó, thưa quý vị.
Và con người cụ thể đây, đứa trẻ con chúng ta nó chưa biết gì hết, nó chưa điều chỉnh được gì đâu. Chính chúng ta đừng để con chúng ta bơ vơ, quý vị ha. Xin kết thúc cái phần chia sẻ của tôi ở đây. Tôi hy vọng rằng là mỗi người chúng ta, hy vọng là chính phủ hy vọng chúng ta sẽ làm được sớm để chúng ta trở về cái tiêm vaccine đủ rồi kiểm soát được dịch để chúng ta trở về cái trạng thái bình thường mới, để các con em chúng ta được đến trường một cách an toàn. Thật sự trong bối cảnh hiện nay với những tỉnh mà dịch nặng như Sài Gòn, như Thành phố Hồ Chí Minh, như Bình Dương chúng tôi đây, mà nếu cho đi học trên trường chắc tôi cũng dám cho con tôi đi. Tôi nói thẳng lên cũng dám cho con mình đi. Vậy học online thì bây giờ tôi đặt mục tiêu đi học online, ví dụ học online, học trực tiếp trên trường mà con tôi lãnh hội được 6-7 thì ở online tôi nghĩ con tôi lãnh hội được 1-2 là tôi mừng rồi. Con gái chúng cái cho tôi, con cái chúng ta lãnh một từ 1-2 là mừng rồi. Là mừng rồi. Chứ chúng ta không đặt một cách cao siêu gì hết. Không. Để nó nhẹ nhàng, để cả nhẹ nhàng, bản thân chúng ta cũng nhẹ nhàng, con cái chúng ta cũng nhẹ nhàng và bản thân giáo viên cũng nhẹ nhàng nữa. Ước mong là, thật sự mơ ước, mong muốn của tôi là hy vọng rằng sau cái đợt học online này thì sẽ không phải nhận nhiều ca. Nhiều ca để mà phải hỗ trợ can thiệp về cai nghiện điện thoại, cai nghiện máy tính. Thật sự tôi mong muốn của tôi như vậy. Bởi vì với các bé khi mà để lâm vào cái tình trạng này, thật sự rút ra rất là mệt các quý vị ạ. Cuối cùng thì cầu chúc tất cả chúng ta được bình an và mạnh khỏe qua mùa dịch. Chúc mừng Trung thu cho các con. Chúc các con có những cực kỳ lễ Trung thu đặc biệt, có một kỳ hội trăng rằm, một kỳ hội trăng rằm mà gọi là rước đèn phong tỏa với gia đình của mình, với cô. Xin cảm ơn và xin hẹn mọi người lần sau. Xin cảm ơn.